Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con xin chào quý khán thính giả yêu thương. Chào tất cả mọi người đủ cái liên lành trên kênh nhà của con, một ngôi nhà nho nhỏ, một ngôi nhà chia sẻ tình yêu thương, cũng là một nhịp cầu nối để quý mạnh thường quân gửi chút quà yêu thương về với hoàn cảnh nghèo. Thì con xin thưa với quý vị khán giả ngày hôm nay hai hoàn cảnh con chia sẻ với tất cả ông bà cô chú bác, tất cả mọi người trên cộng đồng mạng, đó chính là chú Thành và cô Hằng, là hai người khiếm thị. Khi mà ánh sáng rời đi, chú Thành với cô Hằng sống trong sự tăm tối. Cái công việc của cô với chú là chỉ đi bán vé số để sinh sống qua ngày mà thôi, thưa quý vị ơi. Nhưng bởi vì mùa dịch bệnh mà không có thể nào mà bán vé số được, đời sống rất là khó khăn, rất là gian khổ. Nếu như một người bình thường như chúng ta có ánh sáng, chúng ta được làm mọi công việc, chúng ta đi đến những nơi chúng ta có thể đến, chúng ta có được ước mơ, có con đường chúng ta đi, chọn cuộc sống nơi nào vui vẻ mà chúng ta tìm đến, phải không thưa quý vị? Nhưng còn đối với chú Thành và cô Hằng, mỗi ngày phải sống trong một cái nỗi ưu tư trầm lắng, một cái nỗi buồn da diết trong lòng mà chắc có lẽ rằng chỉ có chú Thành và cô Hằng cái cảm nhận nỗi đau đó dần xé, thưa tất cả mọi người à. Cô Hằng và chú Thành sẽ không bao giờ bị bỏ lại ở phía sau, bởi có một cái trái tim nhân ái, một cái tấm lòng vàng, đó chính là Mạnh Thường Quân, chị Linh ở bên nước Úc. Nay chị thương cho hoàn cảnh của cô chú sống trong cuộc đời tăm tối, chị Linh xin trao tặng món quà tình thương, đó chính là cái số tiền một chú Thành 1 triệu và cô Hằng 1 triệu, giúp đỡ cho cô Hằng và chú Thành có được cái số tiền mua gạo ăn, trang trải trong cuộc sống này. Hồi hướng công đức lành cầu chúc cho gia đình của chị Linh ở bên nước Úc, sở nguyện tỳ tâm sở cầu như ý, muôn đời sống trong ánh sáng hào quang của 10 phương chư Phật. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh, nguyện đem công đức lành ngày hôm nay ở hiện tại đến tương lai, cầu chúc cho gia đình của chị Linh nhiều bình an, nhiều sức khỏe để cho chị có thể chia sẻ tình thương với những hoàn cảnh bất hạnh, với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này. Một lần nữa con xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la, tấm lòng từ bi của quý khán thính giả yêu thương trên kênh nhà của con đã bỏ thời gian ngắn ra xem qua đoạn video ngắn này, chia sẻ quà yêu thương trong cái mùa dịch bệnh. Chúc tất cả mọi người thân tâm thường an lạc, sức khỏe vô biên. Xin mời quý khán thính giả hãy cùng với con đến và trao tặng quà tình thương của chị Linh ở bên nước Úc. Em là Nguyễn Chí Thành, người khiếm thị 50 tuổi. Em cảm ơn chị Linh bên Úc gửi số tiền này trong mùa dịch này, em rất cảm ơn chị, gia đình chị. Em chúc gia đình chị có nhiều may mắn. Em cũng mong cho hết dịch để cho em đi bán số, chứ giờ cũng không có đi buôn bán gì được. Em cũng khổ, giờ chị gửi số tiền này, em cảm ơn gia đình chị. Rất mong ơn chị, cảm ơn chị. Chúc gia đình chị an khang thịnh vượng. Cảm ơn chị Linh bên Úc rất nhiều. Em trân trọng cảm ơn chị nhiều lắm. Số tiền này để cho em được triệu này cũng có được ăn vài ngày. Em cảm ơn chị, gia đình chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Người khiếm thị cũng bán giấy số, cũng mua bán cũng giấy số cũng bất bên lắm, thì em cũng giờ em cũng mong muốn được sáng mắt như ta đi làm ăn. Em mù nhỏ lớn giờ em không, giờ mắt em hư luôn, em không có làm gì được hết. Em rất mang ơn chị, thì em là người khiếm thị, cảm ơn chị. Giờ em cũng không biết gì hơn, em rất mang ơn chị rất nhiều, chị Linh bên đó. Dạ vâng,
Dạ Nam Mô Di Đà Phật, em xin cảm tạ và tri ân tấm lòng bao la cao cả của chị Linh bên nước Úc đã cho chú Thành cái số tiền 1 triệu này trong cái mùa dịch mua về mua gạo ăn. Chú là người khiếm thị, khi mà ánh sáng rời đi rất là khó khăn trong cuộc sống. Hồi hướng công đức lành cầu chúc cho gia đình của chị Linh nhiều bình an, nhiều sức khỏe. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Em là Lê Thị Hằng, đây 46 tuổi, em là người kiếm thị. Em gặp chị Linh ở bên nước Úc, cảm ơn chị Linh bên Úc rất nhiều. Chị Linh mới gửi cho em được 1 triệu đồng. Em rất là người khó khăn, bán cái số không được, nên dịch Covid nên người em ở nhà trọ nên rất là khổ. Chị Linh gửi cho em 1 triệu đồng để mua gạo ăn, cái đóng tiền nhà trọ, em mua thuốc uống. Em rất cảm ơn chị Linh, gia đình chị Ung bên nước Úc rất nhiều. Chúc về là chị Linh bên nước Úc gia đình được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, bình an. Chúc chống trong hậu phan mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Em là người kiếm thị nên rất là khổ, nó buôn bán không được, khó khăn. Em bệnh đau, em nhờ số tiền 1 triệu đồng này rất là nhiều. Biết rằng là dịch Covid này rất là khó khăn, triệu này rất là lớn với tụi em. Em chúc chị được bình an, bệnh giỏi, được có được số tiền giúp đỡ anh em người tàn tật khổ sở như chúng em. Em rất là cảm ơn. Em là người bệnh đau nên tiền nhà trọ không có tiền đóng, không rài nữa, không có tiền mua gạo ăn. Như đây chiều nay em đóng tiền nhà trọ như mua gạo ăn. Em nhờ chị Linh, gia đình chị Linh rất là nhiều, sống trong mười phương chư Phật được bình an, mạnh giỏi, được Covid này vừa qua được bình an cho gia đình của chị. Em là người kính thiện rất là cảm ơn rất nhiều. A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chúc chị Linh được bình an, mạnh giỏi, gia đình được dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý các tường, sống trong mười phương của mười phương chư Phật. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, em xin cảm tạ tấm lòng bao la từ bi của chị Linh bên nước Úc rất là nhiều, trao cho cô hàng người khiếm thị rất là khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh này, có cái số tiền 1 triệu của chị trao tặng cho cô hàng, giúp cô hàng mua gạo ăn trong cái mùa dịch khó khăn, hồi hướng công đức lành cho gia đình chị Linh nhiều bình an, nhiều sức khỏe để chị có thể giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc đời này. Xin Đức Phật A Di Đà tác đại chứng minh rất là thương cho hoàn cảnh của cô hàng người khiếm thị, khi mà ánh sáng được bị rời đi, nhận được món quà tình thương của chị Linh bên nước Úc.